Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng tôi trở lại cái bến cũ hôm trước để câu tôm nha. Hôm trước tôi có quay cho các bạn coi đó. Thì hôm nay mình trở lại đó câu tôm. Thì hôm nay mình câu bằng mồi tép nha các bạn. Với lưới dạng lưới câu thì các bạn mua có ra mua lưới câu chữ C mà để câu tôm á. Lưới câu nó sẽ không có ngạnh. Khi móc con tép thì các bạn móc từ đuôi trở lên đầu, gắt bỏ cái đầu đi. Mình để con tôm nó ăn nó trúng cái ngạnh cái nhọn mỏ nhọn của con tép á thì nó nhét. Nếu các bạn câu bằng mồi mà con tép bầu á thì các bạn nên lọc bỏ vỏ tép bầu, bỏ cái đầu và các bạn sẽ nó xuôi con tép bầu từ trên 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 xuống á, làm cho cục mồi nó nhỏ dễ dính tôm hơn nha các bạn. Tôm nó ăn không phải như cá, nó ăn với nước không có chảy mạnh nên nó không có sóc lưỡi, bị sóc lưỡi như cá. Cái thẻo con tôm thì các bạn làm khoảng 2 tấc được rồi. Thì tôm nó ăn nó giật nó kẹp nó bỏ vô miệng là nó dính hẳn luôn thì mới chứ tôm nó không có vị mà một lần như là cá rồi đó các bạn. Rồi, mới bỏ nó ăn rồi các bạn ơi, nó ăn rồi. Rồi để mình kéo con này cho các bạn coi nha. Nó mới vừa nhịp 1-2 cái vậy là chưa dính nha các bạn. Khi mà nó giật đó, nó giật liên tục vậy nó mới dính, còn nó nhịp 1-2 cái là nó chỉ có mới kẹp cái cục mồi nó bỏ vô miệng nó thôi, nó giật dính. Các bạn hãy kéo lên đó các bạn ơi, đây đó dính con đầu tiên nha các bạn. Con này khoảng này coi chắc hơn 100 gram, 150 gram mà mì mới bay dễ ốp rồi. Tôm này chắc trong ao nó ra à, quên nói các bạn nữa, mình câu khi mà nước ương như thế này á, thường những ngày nước kém như thế này thì nước khi nước lớn thì từ từ nó dính vào đây nữa, tại nó ăn cặp rồi các bạn ơi. Giờ trụng này ôi sẽ nha tên à, mình những ngày nước này thì tôm ở trong ao quá các bạn, nó ra thì nó ăn nó sẽ không quay về, tại vì khi nước ròng nó không ròng chẳng xét mà nó ròng lưng lửng gạch à, chừng nửa tiếng tiếng gì nó lớn trở lại à. Nên tôm những cái đập hay là người ta tát người ta dụ tôm vô, nó vô ở trong đập á, những vũng nước ở trong vườn người ta thì nó ra nó kiếm mồi nó ăn. Mấy hôm trước thì nước kém nó không có ăn được. Ôi dính rồi các bạn, hồi nãy mình kéo sợi về dính rồi. Đây đó, con này chắc cũng trọng trọng ạ, lớn nặng tay, kéo lên coi nha. Đây kéo mà nhớ kéo đừng có để trùng lưỡi nha các bạn. Ồ nó dính luôn cái chà hàng chân nặng. Ồ mà cũng con tôm lớn nữa. Đây con này chắc khoảng 200 gram hơn nha các bạn. Tôm thì trong 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 rạch rạch cạn nhỏ thì nó chỉ có tôm cỡ này 200 gram, 200 mấy gram trở lại thôi. 300-400 gram thì những con tôm ở chà ở gốc ở ngoài sông lớn á. Chứ trong rạch này thì nó không có nhiều. Đây đây đây. Ô, trời ơi. Trời nó ăn cặp rồi các bạn ơi. Trúng mánh rồi. Trúng đâu tiêu rồi. À các bạn, tôm các bạn câu trong ao trong trong những cái rạch nhỏ thế này thì chỉ câu thêm được nước nước sao, con nước sao là khoảng từ mùng 8 tới mùng 10, 11 đến thôi nha các bạn. Tại sao những ngày đó thì người ta sẽ tát ao rồi, nên tôm ở trong những cái đìa trong ao trong đây vô câu sẽ không có nữa. Các bạn nên ra sông lớn câu. Nó ăn cái bài, mình thấy dường như nó ăn rồi đấy. Đó. Các bạn coi nha. Nó giật 1-2 cái thì mình kéo lên nó thì nhiều bạn nôn nóng, thì câu ngồi lâu không ăn mà nôn nóng nên nó giật thì sẽ kéo liền, nhưng mà lúc đó các bạn sai lầm, kéo lên không có dính đâu. Mình đợi nó giật dính. Hiếm lắm mới dính, tại vì khi đó thì hoặc là nó dính rồi các bạn mới kéo lên á. Trường hợp các bạn kéo lên mà dính là con tôm nó dính rồi. Giờ để kéo lên. Nó ăn cập là ngon lắm các bạn. Khi có bữa câu 3-4 ký, 4-5 ký, 1 ký tôm á lên đây, tại vì câu giết mấy người ta đắp đập vòng vòng đây người ta sợ luôn, sảy luôn rồi. Ta sợ mà nó mình nó các bạn thấy nè, đây cái thẻo đây mình kéo cho các bạn coi đó. Nó chừng hơn 2 tấc à. Chứ nó thẻo nó không có dày lắm. Này, hai con tôm này nó ăn này. Nó mới nhồi 1-2 cái đó các bạn. Đó, đúng rồi, dính này, dính này, dính này. Dính này. À, để bỏ bỏ cần xuống. Dính này. Nó ăn liên tục rồi các bạn. Thấy nước nó ăn rồi, nhưng mà nó làm vậy chắc cũng phải được
tiếng 2 tiếng, mà tiếng 2 tiếng là kéo là tiếng mấy 2 tiếng, tại nước nước những con nước mà chảy yếu vậy nè là tôm nó ăn liên tục, nó đi lần cả bầy vậy. Không không lớn, mà thấy vậy mà không lớn. Con này thả nó đi, mai mốt rồi mình nó lớn lên rồi mình bắt, mình ăn sao, bắt hết rồi để thả chứ ít ngày nữa nó đẻ à. Coi con này, con này tôm cái ít ngày nó đẻ à. Các bạn thấy mùa này nó vậy chứ mùa ra Tết là tôm nó đẻ hết trơn, những con nhỏ nhỏ nó mang trứng hết trơn à. Con này chắc lớn rồi các bạn, rồi nó vậy chưa, nó kẹp cái cần thôi mình thấy mê luôn. Quay trực tiếp các bạn coi luôn đấy, đúng không? Bạn thấy đây, để mình kéo lên nè, kéo con này lên coi, con này lớn á, con này không không xạo đâu, thì nó nặng tay luôn á các bạn. Nó thôi, nó kéo, kéo đừng có để cho nó trùng lưỡi nha, trùng trùng cái dây nha các bạn, tại cái lưỡi này nó không có ngạnh, các bạn trùng cái là nó trả ngược lại là sảy con tôm mà. Rồi các bạn kéo bằng này mà nhiều khi các bạn nắm dây kéo cũng được, nó nặng quá đó, với những bữa cái con mà lớn quá nặng mình kéo, nhưng mà đừng có trả cái tay ngược lại nha, kéo thẳng tay luôn, kéo xuông luôn á, y chang như mình mở cái két sắt nhà mình mà mình mở mà mình quay đó liền tay luôn á, thả xuống cái là ngược lại dính. Ủa chào bonan, ủa không phải con tôm, trời ơi tôm gì chào á, nhìn đen đùi lùi tướng, nó chào bonan chứ trời ơi, con tôm gì nó, tôm này ở góc, nó mày đâu ở ở ở gạch ở sông nè, đi ngang ăn cái gì đem từ lôi các bạn thôi, nó đóng rong tôm ở gốc ở chạ à, nó móc nè à, nó tôm tôm. Mình hôm nay đi câu đi hồi thì đây nãy giờ chắc mấy con chắc cũng được hơn nửa ký rồi đó, cái ăn liên tục mà câu bằng mồi tép, mùa này câu mồi tép ngon các bạn, tôm nó thích ăn mồi tép lắm, tại nó tanh hay sao, chứ nhiều người nói đi câu mồi hà trúng, mình thì giờ đó giờ ít có một câu mồi hà lắm, tại vì có cái gì những cái gì có sẵn thôi, mua mấy con tép trong, tép nhỏ câu dễ, cái câu mà tép đầu thì phải dùng dao, dao mà đừng có dùng mấy con dao mà đấy nha, dùng dao thiệt bén cắt xui nó, rồi móc nó vừa cái lưỡi câu thôi, đừng có móc lớn quá cũng khó dính nữa. À, các bạn thấy không? Hai cần thì ăn hết đó, cần đây ăn cần giật hết, thấy không? Tôm thì nó ăn như vậy các bạn, nhưng mà đợi nó biết cần thì hả giật, nó không biết cần giật, nó biết cần hả kéo, cần kia dính kìa, cần này không dính, đứng góc này, đứng góc rồi này, ui, xả cái, thả tí. Dướng trà dướng góc dưới cây quá thì cây à, câu tôm câu bằng chì sống nha các bạn, chì mà chì cho nó chạy theo cái cọng nhợ á, dướng góc ăn lồi góc không kéo không cần sao, nó ngồi vậy mà dính đó, nó cũng trong trứng. Ờ mùa này đúng rồi, nay cũng nước mặn mặn rồi, ở Bến Tre khu này mức mặn rồi, có tôm trứng rồi, ít ngày nữa là hết rồi, tôm trứng ít ngày nữa là tôm nó đẻ hết rồi, tôm trứng chào bá luôn, tôm này có trứng đó các bạn, đó. Tôm này dễ ra, bình thường mình ở trên Sài Gòn hay ở tỉnh người ta bắt hết rồi, không mình thả nha, tôm bắt tôm càng thôi. Tôm trứng thả hết đi, mốt nó với tôm nhỏ mình thả đi, để mốt mình nó đẻ ra ăn nữa, bắt là tận diệt quá, mốt nó hết luôn để có cái gì câu đâu câu hoài. Nhiều bạn thấy nhiều khu vực cái người ta, nhưng mà mấy anh em thấy đi có dân mà mấy có mấy một số người người ta đi người ta thuốc tôm đi xịt đồ, thấy bắt thấy thương luôn. Mình thì câu văn nghệ giải trí, hồi xưa thì gia đình sống bằng nghề tôm câu tôm, cho nên mấy cái này mình cũng rất là gần vấn đề câu tôm, nên biết đi câu sẽ có à, các bạn nó hay không? Hay, mình tí nữa mình cái điện thoại mình cũng
Cái điện thoại mình nó cũng sắp hết pin rồi. Để mình hẹn lại các bạn buổi tối nha. Chút sạc pin xong rồi mình sẽ quay clip câu buổi tối cho các bạn xem. Nếu mà anh em nào thấy hay thì nhấn like chia sẻ giúp nha. Xin cảm ơn các bạn.